Chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì blog Tiếp Thị Liên Kết sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng Google Docs để chúng ta viết bài viết. Thông thường để tạo ra các bài viết đăng tải trên blog thì chúng ta sẽ tốn nhiều thời gian trong việc soạn thảo. Các cụ soạn thảo phổ biến hiện nay đó là nếu các bạn sử dụng Windows thì có Microsoft Office, rồi các cái phần mềm mã nguồn mở liên quan tới việc biên tập văn bản. Các bạn có thể sử dụng các cái phần mềm chẳng hạn như là Google Docs thì chúng ta soạn thảo văn bản. Tuy nhiên cách soạn thảo văn bản truyền thống là chúng ta sẽ sử dụng bàn phím để chúng ta gõ văn bản. Đối với các văn bản dài, những bài viết dài thì chúng ta sẽ tốn thời gian khoảng từ 1 giờ đến 2 giờ để chúng ta biên tập bài viết. Thì chúng ta có thể sử dụng tính năng Google Voice của Google để chúng ta soạn thảo bài viết bằng giọng nói. Thay vì gõ văn bản thì chúng ta có thể sử dụng giọng nói của chúng ta để chúng ta biên tập bài viết về nội dung. Chúng ta sẽ sử dụng Google Voice để thu âm giọng nói của chúng ta, rồi công cụ này sẽ biên tập bài viết và chúng ta sẽ tốn một thời gian ngắn để chúng ta biên soạn lại cái bài viết dựa trên ý mà chúng ta đã diễn đạt. Đây, để sử dụng tính năng Google Voice thì chúng ta sẽ cần tới cái Google Docs. Thì công cụ này thì hiện người ta cung cấp miễn phí chúng ta, thì chúng ta chỉ cần vào Google Drive và chúng ta tạo một cái file Google Docs như thế này. Sau khi tạo Google Docs thì chúng ta sẽ vào phần Tool. Tại mục Tool thì chúng ta sẽ thấy Voice Typing là tính năng gõ bàn phím bằng giọng nói. Chúng ta sẽ chọn Voice Typing. Sau khi chọn Voice Typing thì chúng ta sẽ thấy là ở đây sẽ có các tùy chọn về ngôn ngữ. Chẳng hạn nếu các bạn có bài viết bằng tiếng Anh, chúng ta sẽ chọn English. Ở đây người ta hỗ trợ là English US hoặc là cái English khu vực khác. Nếu chúng ta gõ văn bản bằng tiếng Việt thì chúng ta sẽ chọn bằng tiếng Việt. Sau khi chúng ta chọn xong thì chúng ta sẽ phải sửa lại, kiểm tra lại mic của chúng ta có hỗ trợ hay chưa. Thì chúng ta click vào biểu tượng này. Ở phần microphone thì chúng ta sẽ activate this default, mặc định. Các bạn có thể sử dụng mic hoặc là các bạn có thể sử dụng loa ngoài của laptop để chúng ta tiến hành thu âm giọng nói và học văn bản. Thì sau khi kiểm tra cấu hình của máy xong thì chúng ta sẽ bắt đầu thử nghiệm thử công cụ này nó hoạt động như thế nào. Đầu tiên để sử dụng thì chúng ta sẽ click vào biểu tượng hình micro này. Mình sẽ sử dụng công cụ này để biên tập một số bài viết căn bản. Các bạn có thể thấy trên màn hình thì công cụ này nó hoạt động cũng tương đối là tốt, nhận diện tiếng Việt rất rõ ràng. Chỉ có một số lỗi gõ cơ bản thì sau khi mà chúng ta soạn thảo xong thì chúng ta sẽ tốn thời gian từ 5 đến 10 phút chúng ta sẽ gõ lại, chúng ta sửa lại các lỗi chính tả, các lỗi về ngữ pháp, rồi các lỗi về câu. Thì thay vì gõ văn bản dài thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ này để chúng ta biên tập các bài viết rất là nhanh. Chẳng hạn mình viết một bài viết liên quan tới từ khóa, thì thay vì gõ bàn phím thì chúng ta sẽ bắt đầu. Tìm kiếm từ khóa là một trong những bước cơ bản khi chúng ta bắt đầu phân tích và viết nội dung. Thì có rất là nhiều phương pháp để chúng ta tìm kiếm từ khóa bằng việc sử dụng các công cụ hỗ trợ tìm kiếm từ khóa. Hiện tại Google đã thay đổi thuật toán hiển thị số lượng tìm kiếm từ khóa hàng tháng, do đó chúng ta phải tìm kiếm các công cụ nghiên cứu và phân tích từ khóa thay thế. Làm sao để tìm kiếm từ khóa hiệu quả? Để tìm kiếm từ khóa thì chúng ta sẽ phải xác định
lĩnh vực mà chúng ta muốn tìm kiếm. Chẳng hạn khi chúng ta viết bài về tiếp thị thì chúng ta sẽ tìm kiếm các từ khóa liên quan tới tiếp thị. Chúng ta sử dụng các công cụ phân tích từ khóa để nghiên cứu độ khó của từ khóa trước khi viết bài. Sau khi lựa chọn được danh sách từ khóa phù hợp thì chúng ta sẽ tiến hành tạo nội dung trên danh sách từ khóa mà chúng ta đã chọn. Các từ khóa là những từ khóa dài, những từ khóa dễ và những từ khóa không có mức độ cạnh tranh sẽ giúp cho chúng ta viết được những bài viết dễ dàng, đứng top trên Google. Như vậy các bạn có thể thấy đây là một công cụ mà nó giúp cho chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều thời gian trong việc biên tập các bài viết. Chúng ta có thể dễ dàng gõ một văn bản bài viết dài, rất là dài, rất là nhanh chóng bằng việc sử dụng Google Voice để chúng ta biên tập bài viết. Thay vì chúng ta gõ bàn phím thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ này để chúng ta viết những cái bài viết và chúng ta tiến hành correct lại rất là đơn giản. Thì đây là tính năng khá là ưu việt mà mình muốn giới thiệu cho các bạn để các bạn sử dụng. Thì với tính năng này chúng ta có thể tạo được những bài viết dài có độ dài từ 3.000 đến 4.000 từ chỉ trong thời gian khoảng 15 đến 20 phút. Nếu chúng ta có thể có cái vốn từ vựng này, chúng ta có cái sự mạch lạc trong việc trình bày văn bản thì chúng ta có thể tạo được các cái bài viết rất là nhanh. Chúng ta correct lại, chúng ta viết lại câu và chúng ta biên tập bài viết để chúng ta đăng lên bài viết. Thì hy vọng với tính năng này của Google Voice sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được thời gian trong việc sử dụng công cụ này để biên tập bài viết cũng như là xuất bản các bài viết cho blog của mình. Thì để tìm hiểu rõ hơn về công cụ này thì các bạn có thể đọc bài viết trên blog ngangsơn.com. Và các bạn có thể thấy đây là công cụ nó hoạt động cũng tương đối là chỉ mang chất tương đối, do đó một số từ nó không có hiểu được khi cái giọng chúng ta đọc nó không có rõ thì chúng ta chỉ cần correct lại cái bài viết này thôi. Thì đó, khi chúng ta đọc bằng Google Voice thì chúng ta sẽ có được cái list các cái từ khóa nó được list các văn bản đã được soạn thảo sẵn và chúng ta sẽ tốn thời gian correct lại. Thì hy vọng rằng với video ngày hôm nay thì các bạn có thể biết được một cái tip, một thủ thuật để chúng ta có thể viết bài nhanh và chúng ta có thể tiết kiệm được nhiều thời gian hơn trong việc đăng tải các bài viết trên blog của mình. Xin chào và cảm ơn.